chủ động thời vụ hạn chế dịch bệnh từ đó nâng cao chất lượng và sản phẩm tôm tối ưu thu nhập và hiệu quả kinh tế cho người nuôi nuôi tôm công nghệ cao đang mở ra hướng đi hiệu quả cho người dân quyền cần duộc những năm gần đây, người dân trên địa bàn quyện đã tích cực đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, tập quấn kỹ thuật, phát triển nuôi tôm công nghệ cao và bước đầu cho kết quả rất khả quan. Tính đến nay, toàn quyện có gần 800 hộ nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao với diện tích khoảng 500 ha. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu cao, nhưng đổi lại việc nuôi tôm đạt tỷ lệ thành công, người dân nâng cao thu nhập để tái đầu tư mở rộng sản xuất. Thì xưa thì nuôi theo cái truyền thống thì nó gặp nhiều cái rủi ro rất lớn nhưng ba cái dịch bệnh rồi này nọ mình quản lý không được. còn chuyển qua bên hướng công nghệ cao thì nước nuôi rồi mình xử lý khi nước nguồn nước sạch mình mới cấp vô cái ao nuôi của mình rồi đó thì cái mầm bệnh đỡ hơn đỡ hơn tho với nuôi cái truyền thống. thì thấy cái những cái mô hình mà nếu mình chuyển qua mà công nghệ cao này thì nhiều hộ người ta nuôi là rất là thành công còn giờ nuôi mà theo dạng phổ thông ngày xưa thì thành công nó hiếm có lắm. Các ngành chức năng quyện tăng cường công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, mở các lớp dạy nghề xây dựng các mô hình điểm, hỗ trợ vốn dài ưu đãi để người dân phát triển sản xuất. Gia đình tôi là nuôi tôm có diện tích là 8.000 m2. À, năm vừa rồi cũng được xã hỗ trợ là gia giống ưu đãi với cho có tặng cho hội nông dân xã có tặng một cái biến biến tầng với cái mua tưa gia đình tôi cũng cảm ơn hội nông dân xã Thời gian tới, các ngành chức năng quyện thúc đẩy việc liên kết thành lập các hợp tác xã tổ hợp tác nhằm nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng sức cạnh tranh, giá bán cho sản phẩm. Quyện phấn đấu năm 2023 phát triển thêm 22 hecta nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, nâng diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn quyện là 470 hecta.